Xin chào quý vị và các bạn. Có rất là nhiều bạn hỏi mình một cái câu hỏi là dùng cái túi ni lông để bao trái bưởi có được không? Thì câu trả lời của mình là được nha các bạn nhé. Tuy nhiên thì các bạn nên dùng túi màu đen. Tại vì sao lại phải dùng túi màu đen? Bởi vì dùng túi màu trắng thì nó vẫn cho ánh sáng chiếu qua, đặc biệt ánh nắng mặt trời xuyên qua thì vẫn bị cháy quả bình thường nha các bạn nha. Đây là quả bưởi của mình này. Trong vườn mình dùng cái túi ni lông để bao nó lại đây. Nó là minh chứng rất cụ thể. Thì đây là cái vườn mà mình để nó ra quả tự nhiên, bói quả có mấy quả thì mình dùng cái túi ni lông mình bao lại. Thì tuy nhiên mình dùng cái túi màu trắng này nó vẫn là bị cái cháy nắng nhé các bạn nhé. Cho nên thì các bạn nếu dùng túi ni lông thì các bạn nên dùng túi màu đen. Túi màu đen sẽ hạn chế tối đa không cho ánh nắng mặt trời xuyên qua thì nó không bị cháy nha các bạn nha. Kể cả các bạn dùng những cái túi vải màu trắng như thế này để bao trái thì những cái quả mà có cái cường độ ánh sáng, ánh nắng mặt trời ấy, chiếu mạnh vào ban ngày ấy, thì vẫn bị cháy nắng bình thường nha các bạn nhé. Do vậy mà khi các bạn dùng cái túi ni lông hay cái túi vải màu trắng thì các bạn chỉ nên bao những cái trái mà nó có độ che phủ tốt, ít bị ánh nắng mặt trời chiếu vào. Thì dùng cái túi ni lông trắng hay là túi vải màu trắng thì bao những cái trái đó thì vẫn ổn, vẫn ok nha các bạn nhé. Còn những cái trái mà bị lộ ra ngoài, bị ánh nắng mặt trời chiếu với cường độ nhiều ở trong ngày thì những cái trái đó mà chúng ta dùng cái túi màu trắng như thế này thì không ổn, nó vẫn bị cháy như thường các bạn nhé. Việc mà chúng ta sử dụng cái túi bao trái như thế này thì nó sẽ bảo vệ tối đa cái quả bưởi khỏi cái con các cái con côn trùng chích hút gây hại, đặc biệt là con ruồi vàng nha các bạn nhé. Rất là yên tâm khi chúng ta không cần phải để ý đến con ruồi vàng nữa. Chúng ta xác định là sống chung với con ruồi vàng rồi, chúng ta bao trái lại thì nó chẳng làm gì được cả. Bởi vì sao? Bởi vì tập tính con ruồi vàng chúng ta xử lý ở đâu có hết. Kể cả chúng ta xịt thuốc tiêu diệt nó, xua đuổi nó thì nó vẫn còn thôi các bạn nhé. Cứ đến hẹn nó lại lên, nó phá rất là mạnh. Cho nên biện pháp sống chung với nó mình nghĩ là bao trái là cái biện pháp tốt nhất. Tuy nhiên thì tất cả những cái biện pháp mà mình đã chia sẻ với các bạn thì biện pháp nào cũng có ưu điểm và nhược điểm. Và khi các bạn sử dụng cái túi ni lông để bao trái thì các bạn lưu ý cho mình một cái điều. Đó là các bạn cần phải cắt những cái góc. Đây. Những góc như này thì các bạn phải cắt. Đây này. Ở đây người nhà mình dùng cái túi này để bao nhưng mà cái góc này mình vào cắt nhưng mà cắt nó chưa được to lắm rộng. Các bạn cắt hẳn nó ra. Đấy, dùng kéo cắt hẳn nó ra nó rộng hai bên. Đấy. Và ở giữa này con phải cắt một nốt. Đấy, cắt một cái nó rộng nữa. Mục đích là để làm gì các bạn? Để cho nó thoát thoát nước mưa nha các bạn nha. Bởi vì mưa thì cái túi này bao nó không được kín ở trên đầu. Mưa nó ấn vào và chúng ta không để những cái kẽ hở rộng. Đấy. Như vậy thì nước nó sẽ không thoát được ra và nó sẽ nặng cái túi này, nặng cái quả này nó sẽ kéo xuống. Đấy, nó vít cành xuống, có thể gây gãy cành nha các bạn nhé. Ngoài ra thì cái việc tạo một cái lỗ như vậy thì để cho cái túi này nó có cái sự thông thoáng nha các bạn nhé. Còn ở phía trên thì các bạn buộc bình thường, đây vẫn có độ hở. Và khi cắt như vậy, cắt to, các bạn cắt to là một chút, không sợ đâu. Bởi vì con ruồi vàng nó sẽ không tìm mọi cách nó chui vào đâu các bạn nhé, mình để ý rồi. Đặc tính của nó chỉ mon men ở bên ngoài cái phần phía trên này thôi. Đấy, và sau đó nó chích. Chứ nó ít khi nó tìm đến cái lỗ ở cái túi như này. Nó chui vào đâu. Bởi vì khi như này ấy, khi chúng ta bao trái như này nó nhìn thấy nó đậu vào đây. Đấy. Thì nó thấy cái rào cản như này nó ít khi mà nó tìm kẽ hở mà nó chui vào lắm. Các bạn ạ. Mình để ý nhiều lần rồi. Do vậy các bạn cứ cắt những cái lỗ hở như vậy cho mình đây nha. Đây các bạn có thể nhìn này, trong cái quả bưởi này nó có hơi nước li ti đấy. Khi chúng ta dùng tí ni lông thì nó có một cái hiện tượng như thế này, đặc biệt là những cơn mưa nó ở trong hoặc bình thường quả bưởi nó thoát hơi nước chẳng hạn thì nó vẫn tạo ra những cái độ bám dính của cái giọt nước ở bên trong đấy, cho nên chúng ta cần phải cắt nó rộng ra nó thông thoáng cái quả bưởi nha các bạn nhé. Còn mỗi một cái loại túi
màu sắc khác nhau thì nó lại có cái ưu điểm khác nhau các bạn nhé. Chẳng hạn như cái túi màu trắng, kể cả túi vải màu trắng này hoặc là cái túi ni lông màu trắng như thế này, nó lại có một cái ưu điểm riêng, đó là chúng ta thấy rằng nó sẽ cho ánh sáng xuyên qua. Đấy, thì cả ánh nắng mặt trời xuyên qua. Thế thì cái việc đó nó sẽ đảm bảo cho cái quả bưởi của chúng ta vẫn có cái độ tự nhiên, đúng không ạ? Vẫn có độ tự nhiên cần thiết. Đấy, nó vẫn giao thoa được với nào thì cái gió này, cái nắng này, mưa này, đấy, tất cả những cái yếu tố môi trường tự nhiên thì nó vẫn đảm bảo được khi mà chúng ta sử dụng những cái túi vải màu trắng như này. Thì các bạn nhìn xuyên qua cái lớp vải được đúng không? Vẫn thấy được cái hình thù quả bưởi này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ quan sát được cái quả bưởi phía trong. Đấy. Khi chúng ta ra vườn, chúng ta thăm vườn thì chúng ta kiểm tra vườn thì chúng ta sẽ thấy được là cái quả bưởi này nó có bị dẹp nó chui vào hay không. Đấy. Thì chúng ta có thể nhìn thấy được quả bưởi phía trong. Đấy là cái ưu điểm của cái loại túi màu trắng. Còn cái loại túi màu vàng này, màu đen hoặc màu đỏ thì sao? Những cái loại túi đó thì nó lại có ưu điểm riêng, đặc biệt là ánh nắng mặt trời, nó không cho ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua. Đấy, do vậy mà các bạn dùng những cái túi màu như vậy để chúng ta bọc quả bưởi ấy, thì sẽ không bao giờ bị cháy nắng nha các bạn nhé. Tuy nhiên thì lại có một cái chúng ta lại thấy lo lắng, đó là gì? Nó không cho ánh nắng xuyên qua thì quả bưởi nó vẫn không giữ được cái, nó không có cái độ tự nhiên chẳng hạn đây đúng không? Thì nhiều bạn cũng lăn tăn là nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng. Đấy, tuy nhiên là mình cũng bao trái rất là nhiều năm từ cái trải nghiệm của bản thân, thì sau cái quãng thời gian mà quả nó chín thì mình ăn ấy, mình cảm nhận cái chất lượng nó không hề ảnh hưởng gì các bạn ạ. Đấy, nó không ảnh hưởng gì đâu. Là cái đánh giá riêng của mình thôi. Còn nếu để biết rõ ảnh hưởng gì hay không thì chúng ta phải kiểm tra đúng không? Đem quả bưởi đi test, đi thử nghiệm, xét nghiệm, kiểm tra thì những cái thành phần dinh dưỡng ở trong đó, một cái cây mà chúng ta không bao trái, không bọc và so với những cái cây mà chúng ta bao bọc hẳn hoi đấy, thì chúng ta mới so sánh và đánh giá được nó có ảnh hưởng hay không. Chứ còn theo cái cảm nhận riêng của mình chưa có xét nghiệm được, thì mình ăn và mình cảm nhận những cái quả bưởi được bọc và những quả bưởi không bọc thì mình thấy nó vẫn bình thường thôi, nó không có cái thay đổi gì cả. Và cái nhược điểm của túi bao trái là chúng ta thấy rằng kể cả túi màu nào đi chăng nữa thì cái việc cái công bao trái của nó đúng không, mất nhiều công và cái chi phí đấy, chi phí cho nó cũng tốn tốn kém đấy, không phải đơn giản. Thì đấy là cái nhược điểm của nó. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng cái ưu điểm nó sẽ nhiều hơn, bởi vì khi chúng ta bao được trái thì đặc biệt là cái con ruồi vàng chúng ta không phải nghĩ đến nó nữa đúng không ạ, chúng ta sống chung với nó thoải mái tại ra không sao cả, nó không gây hại đấy. Và cái hiện tượng cháy nắng đấy, nếu chúng ta bao trái được thì nó sẽ không hề có bị thiệt hại về cái việc cháy nắng, đặc biệt là với quãng thời tiết hiện tại đang là cuối tháng 5 âm lịch rồi, đầu chuẩn bị sang đầu tháng 6 âm lịch đến nơi rồi. Tiết trời mấy hôm nay thì các bạn thấy rất là nắng gay gắt đúng không, đỉnh điểm nha các bạn nha. Đến con người đúng không, đặc biệt chị em phụ nữ ra ra ngoài còn phải dùng kem chống nắng để bảo vệ da, dưỡng da đấy, cũng chi là quả bưởi. Đấy, nếu chúng ta không bao bọc, không bảo vệ nó khỏi ánh nắng thì tất nhiên nó bị cháy là chuyện bình thường thôi. Còn đến thời điểm hiện tại thì mình nghĩ rằng là nhiều nhà vườn bị cháy nắng chứ không phải không. Với cái kiểu thời tiết như này, mình thấy rằng đài rồi trên TV dự báo thời tiết năm nay mùa hè có vẻ là không không nắng gắt như mọi năm, nhưng mà không phải, mình thấy cũng rất là gắt đúng không ạ? Rất là gắt. Không hề đơn giản. Đặc biệt trong những năm gần đây thì cái thời tiết nắng gắt này rất là hay xuất hiện các bạn. Và mình nghĩ hiện tại thì nhà vườn nào cũng bị cháy nắng. Đấy, nhà vườn nào bảo vệ tốt thì bị ít, còn nhà vườn nào mà bảo vệ không tốt thì nó bị nhiều. Do đó một cái ưu điểm rất hay của túi bao trái đó là giải quyết được cái vấn đề cháy nắng nha các bạn nhé. Còn nếu các bạn không dùng túi bao trái để tránh nắng cho bưởi thì các bạn để tránh ruồi vàng ấy, thì các bạn có thể sử dụng thuốc các thứ các bạn xịt để xua đuổi đặc trị nó. Thế tuy nhiên nếu mà dùng thuốc mà không bao trái chỉ xua đuổi được con ruồi vàng thôi. Thế còn cháy nắng thì các bạn vẫn không 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 xử lý được triệt để nha các bạn nhé. Đấy, đặc biệt là đến cái thời tiết hiện tại giai đoạn này thì các bạn mà không bao trái thì các bạn vẫn phải có những biện pháp, đó là đi che chắn đúng không ạ, vẫn mất công thời gian để đi che chắn những cái quả mà nó lộ ra ngoài, nó bị ánh sáng ánh nắng chiếu với cường độ mạnh, thì những cái quả đó thì các bạn vẫn phải cần đi che chắn, thì vẫn mất công đúng không, đằng nào cũng mất công. Và đặc biệt trong cái tiết trời
mùa hè nắng gắt như thế này mà chúng ta không bao trái để tránh con ruồi vàng ấy, mà chúng ta sử dụng xịt thuốc thì mình thấy cũng cũng khá là mệt mỏi đúng không? Đấy, nắng nóng như thế này mà xịt thuốc, xịt xong mình thuốc thì bở hơi tai luôn. Chưa kể đến cái việc mà chúng ta tiếp xúc với thuốc trừ sâu nhiều, thuốc hóa học nhiều thì nguy cơ phơi nhiễm đúng không? Nhiễm thuốc của chúng ta, chính chúng ta sử dụng đi xịt đấy thì là cũng không ổn chút nào đúng không? Do vậy đối với mình nghĩ rằng là sử dụng túi bao trái nó là cái điều mà cái lợi ích của nó đem lại lớn nhất là như vậy. Còn nếu như các bạn sử dụng cái túi ni lông như này thì mình khuyên các bạn rồi đúng không? Sử dụng cái túi màu đen nha các bạn nhé, để tránh cháy nắng nữa. Còn cái túi màu trắng như này thì các bạn thấy rằng những cái quả mà nó có cái độ che phủ tốt ấy, thì các bạn có thể sử dụng cái túi màu trắng này được nha các bạn nhé. Tuy nhiên thì sử dụng túi ni lông nó có một cái nhược điểm như thế này các bạn ạ. Thì tất nhiên là cái việc mà người ta khuyến cáo nó hạn chế sử dụng những cái túi ni lông này bởi vì nó khó phân hủy về sau. Đúng không? Nếu suy nghĩ về lâu về dài thì nếu chúng ta sử dụng cái túi này nhiều, đấy, vườn mà nhiều số lượng lớn thì sao? Thì về sau, sau khi thu hái xong, có những túi mà chúng ta có thể tái sử dụng được, nhưng có những túi nó hỏng thì các bạn lại phải tìm cách tiêu hủy nó đúng không? Thì tất nhiên nó sẽ lại ảnh hưởng đến cái yếu tố môi trường nha các bạn nhé. Đấy là sử dụng túi ni lông. Và sử dụng túi ni lông thì nó có thêm một cái ưu điểm hơn cái túi vải hoặc là cái túi giấy, đó là cái giá thành nó rẻ hơn. Đấy, những cái loại túi ni lông, đây túi ni lông thì giá thành nó rẻ hơn. Đấy, nhưng mà có một cái nhược điểm và mình chia sẻ vừa nãy đấy, đó chính là cái hậu quả về sau, tức là cái môi trường ấy. Đấy, về sau mà nó, nếu như mà thu hái xong mà những cái túi mà không đảm bảo, không sử dụng được nữa thì nó lại đặt ra một cái vấn đề là chúng ta sẽ làm gì để xử lý nó, đúng không? Đỡ ảnh hưởng môi trường, chắc chắn là chỉ có đốt thôi. Nãy giờ thì mình đã chia sẻ với các bạn về cái câu hỏi mà các bạn hỏi mình, đó là có nên dùng túi ni lông để bao trái bưởi hay không. Thì câu trả lời của mình là được nha các bạn nhé, dùng được nha. Đấy, còn dùng thế nào, dùng loại túi màu gì thì nãy giờ mình đã chia sẻ rồi, và cái nhược điểm của nó ra sao thì mình cũng chỉ rồi, và mình sẽ để lại cho các bạn là cái quyền lựa chọn. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì mỗi một người có một cái tư duy khác nhau. Đấy, có những bạn thì không dùng túi bao trái đúng không? Có những bạn thì dùng túi bao trái để bao trái bưởi lại. Bởi vì dùng túi bao trái thì nhiều người nghĩ là gì ạ? Chi phí nó cao hơn, mất công hơn. Đặc biệt là với những cái vườn mà số lượng lớn, hàng vạn quả. Đấy, hoặc nhiều vạn quả thì sao? Đấy, nhưng mà tất nhiên thì cái việc mà chúng ta bao hay không bao trái thì cái cách sử dụng của mỗi người là đều phải có đưa ra để ứng phó với cái việc mà cháy nắng, các cái con côn trùng cháy hút nha các bạn nha. Và mình chia sẻ rất nhiều rồi, cũng không có một cái biện pháp nào hoàn hảo cả, cho nên là quyền lựa chọn thì sẽ dành cho các bạn. Nãy giờ thì mình đã chia sẻ nhiều rồi, mình xin được phép dừng video tại đây nha các bạn nha. Nếu thấy video của mình thiết thực và hữu ích thì các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.